Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với Gà FC Mobile. Và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Nói chung là thời gian vừa rồi thì mình có đi công tác nên là không ra được nhiều video. Và hôm nay thì ở nhân tiện được thả cửa thì mình cũng đã quay trở lại để có thể cùng anh em điểm qua một vài thông tin mới ở trong game FC Mobile ngày hôm nay. Đầu tiên thì hôm nay trong cái phần là sự kiện Centurion, chúng ta cũng đã có thêm một cái phần mới. Đấy chính là trong cái phần này anh em có thể lựa chọn được một trong hai cầu thủ là Makelele hoặc là cầu thủ Philip Lam để có thể là cái cuốc. Thực sự thì cả hai con hàng này đều khá là ngon, nhưng mà hiện nay trong cái đội hình của mình đang có cầu thủ là Roberto Carlos ở vị trí là hậu vệ cánh trái, nên là nếu như lựa chọn thêm con Lam ở cánh phải thì nó khá là lùn, nên là mình đã lựa chọn thêm con hàng là Makelele. Thực sự thì cả hai con hàng này đều khá là ok. Và anh em đã lựa chọn cầu thủ nào thì cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Và sau khi lựa chọn xong thì chúng ta đã mở thêm một cái chap, đấy chính là cái chap là Road to the Grow. Tại cái chap này thì tương tự thôi, anh em sẽ phải cái cuốc các trận đấu này, các phần skill game hoặc là nhận thưởng để có thể là nhận các phần thưởng trong cái chap này. Thực sự thì cái phần này có một điểm đáng lưu ý, đấy chính là một ngày anh em chỉ kiếm được thêm 100 cái điểm là Grow Point thôi, nên là anh em chỉ cần đá đến 100 điểm thôi cái phần là Progress này. Tại vì là nhưng mà anh em đá hơn ấy, chúng ta cũng không được thêm điểm mà mất thời gian. Thực sự thì cái phần này anh em để ý là chỉ cần đá đủ 100 điểm thôi là chúng ta sẽ có thể nhận được thêm là 100 cái điểm Grow Point. Và sau khi nhận được thêm 100 điểm thì anh em sẽ đi mở cái phần Purchase này để nhận được các phần thưởng như là cầu thủ từ 80 đến 87 này, hoặc là điểm Gem hoặc là điểm Coin. Thì cái phần này mình thấy là cầu thủ không quá ngon, nhưng mà thôi, chúng ta sẽ dùng các điểm này để mở. Và sau khi mở xong, anh em mở đủ 3 lần chẳng hạn thì em sẽ nhận được thêm là một cầu thủ Makelele cầu đầu là 86. Ngoài ra thì sau khi mở được 6 lần thì anh em sẽ nhận được thêm là Makelele cầu đầu là 88. Và tương tự, khi mà chúng ta mở được đủ 15 lần nhá thì em sẽ có thể nhận được cầu thủ là có phiên bản 94. Và tương tự với cầu thủ là Philip Lam cũng vậy, chúng ta mở đủ 15 lần anh em sẽ nhận được là Philip Lam có đồ là 94 và đá ở vị trí là RB. Thì với việc chúng ta sẽ phải hoàn thành 15 lần này thì trong khoảng tầm 13 ngày, 13 đến 14 ngày thì em có thể nhận được full tất cả các phần thưởng này rồi. Nói chung là phần thưởng này thì cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật, nhưng mà thôi, EA cho thì chúng ta cũng có thể nhận. Và ngoài ra thì cái chap là Parallel World này chúng ta vẫn phải cái cuốc nhá. Tại vì là trong cái phần này thì chúng ta có thể nhận được là full 3 cầu thủ nha em nhá. Trong cái phần này anh em có thể nhận được full cả 3 phiên bản là con ba hàng 94 ở vị trí CM này, hoặc là vị trí CM, hoặc là vị trí ST. Và các cầu thủ ở phiên bản khác có thể nâng cấp cho nhau nhá. Ví dụ như là anh em muốn nâng cấp con hàng CM để cho con ST đều được. Nói chung là cái phần này anh em cố gắng cày cuốc để có nhận được full 3 phiên bản. Và hiện nay thì mình cũng đang chưa đổi đâu, tại vì là mình đang để những cái điểm là passing này, shooting với cả speed này để full lên mỗi cái là 500 sẽ nhận được full cả 3 con luôn. Còn nếu như mà bây giờ đổi từ những cái điểm khác sang thì nó cũng hơi phí. Nói chung là mình sẽ cố gắng nhận được full cả 3 phiên bản này trong tầm khoảng là 2 đến 3 ngày nữa là ok em ạ. Và trong cái phần này liệu anh em đã nhận được cầu thủ nào chưa thì cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với thông tin thứ hai, đấy chính là hôm nay chúng ta cũng có thêm một vài cái exchange mới trong cái phần là weekly reset này. Ở đầu tiên thì trong cái phần showdown này thì những con hàng này thực sự thì kể cả những cái trận đấu Super Sunday thì mình không đổi, tại vì là những cái version này nó là unchettable và ngoài ra thì nó không quá ngon, nên là cái phần này tùy anh em thôi. Nếu như mà anh em nào mà hâm mộ, anh em thích thì có thể đổi, còn mình thì mình sẽ rất ít khi đổi những cầu thủ là unchettable. Và ngoài ra thì trong cái phần là sự kiện Centurion này chúng ta có thêm một vài gói exchange. Cụ thể thì chúng ta cái gói này chính là gói từ 90-97. Và sau khi cập nhật thì EA đưa ra một vài cái điều kiện nó cũng khác hơn trước một chút. Đấy chính là anh em sẽ phải sử dụng 11 cầu thủ và tổng overall của 11 cầu thủ này sẽ phải trên là 980. Nói chung là nó cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Và sau khi xem cái phần này thì mình thấy nó khá là giống với cái phần là SBC ở trong các phiên bản là FIFA Wild cũ. Chúng ta cũng sẽ phải build các đội hình và có overall là nó thỏa mãn điều kiện gì đấy. Tuy nhiên cho cái phần này thì mình thấy nó cũng có một điểm khá là bất cập. Đấy chính là ví dụ chúng ta bấm vào phần Quick Add này thì lại không đủ là 980. Tuy nhiên sau khi clear đi, chúng ta bấm vào đây thì chúng ta lại không filter được những cầu thủ có đồ là 89 hoặc 90. Nói chung là phải kéo. Cái phần này thì mình nghĩ là thời gian tới kiểu gì EA nó cũng sẽ fix thôi. Tại vì là thực sự như nó khá là bất tiện và nói chung là khó anh em ạ. Phần này mình thấy khá là khó. Và ngoài ra nữa chúng ta cũng có thêm cái phần đó chính là exchange cầu thủ là Marcelo này. Và điều kiện thì nó cũng tương tự đấy anh em ạ. Chúng ta sẽ phải dùng 11 cầu thủ và có OR trên 990 thì mỗi cầu thủ sẽ rơi vào tầm khoảng là OR 90. Thì đấy, tương tự nó cũng phần vậy thôi. Chúng ta cũng sẽ phải sử dụng các cầu thủ từ 90 cộng trở lên và vẫn phải chọn trong phần này. Nói chung là EA cập nhật nó cũng chưa quá hoàn chỉnh.
Và ngoài ra các gói khác thì nó không có quá nhiều điểm đáng bật đâu. Trong cái phần này chúng ta cùng điểm qua để xem là liệu có gói nào ngon hay không. Nhưng mà trong cái phần này thì mình thấy cũng không quá ngon. Và liệu anh em đã thử may mắn trong cái phần exchange này chưa thì cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo, sau khi kết thúc lượt đi của cái vòng tứ kết của Champions League thì thực sự chúng ta có rất nhiều cặp đấu hấp dẫn như là Real với cả Man City này, hoặc là Bayern với cả Arsenal. Nói chung là các cặp đấu này rất là hay anh em nhé. Và tương tự thì mặc dù xem đá bóng rồi, chúng ta vẫn phải chơi game để có thể là hoàn thành các phần nhiệm vụ trong cái phần sự kiện UCL này. Nói chung là vừa xem bên ngoài và vừa chơi game ở trong game là FC Mobile. Và hôm nay thì chúng ta đã được nhận thưởng của cái phần đá, cái phần nhiệm vụ này. Đấy chính là mình đoán là chắc là anh em cũng trên 90% là trên 120 điểm rồi. Và phần thưởng thì như tuần trước thôi, anh em sẽ cùng mình đi nhận thử xem liệu có nhận được phần thưởng nào ngon hay không. Và liệu nhân phẩm của mình lâu không vào game có còn may mắn hay không anh em nhé. Ok, và phần claim thôi. Cái phần này thì em nào mà lựa chọn được con hàng nào ngon, em mở được cầu thủ nào xịn sò thì hãy cùng chia sẻ để chia sẻ niềm vui đến cùng những em khác nhé. Ok, cờ anh thì toang rồi, lấy cái kép chắc Realist không phải luôn. Còn hàng Sancho anh em ạ. Ok, Sancho cầu thủ này không bán được, là một thẻ untradeable. Và ngoài ra nhận được thêm là 3.000 điểm gem. Và sau khi xong thì tiếp tục thôi. Sang tuần mới thì anh em lại tiếp tục nhận thêm là 20 cái điểm free, là 20 điểm ticket này. Và anh em sẽ nhận xong và tiếp tục cày cuốc ở những cái phần chat bên này liên quan đến VSA hoặc là head to head. Cái phần này thì mình nghĩ là anh em trải qua được 3-4 tuần anh em cũng đều đã biết cách chơi rồi. Và sau khi mở xong thì chúng ta lại mở thêm một cái milestone mới, đấy chính là các cầu thủ từ 60-69. Nhận được thêm là 30 cầu thủ mà trong đội hình của mình hiện nay gần full rồi, nên là mình chưa dám nhận đâu. Bây giờ nhận về nó lại báo full là trên 1.200 cầu thủ thì mất công xóa lắm, nên là cái phần này mình sẽ nhận sau. Và trong cái phần này, liệu anh em đã nhận được con hàng nào ngon hay chưa, và anh em đã cày cuốc để đạt được mốc là 120 điểm hay chưa thì hãy cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta cùng điểm qua một vài thông tin dây dưa ở trong game FC Mobile ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta cùng đến với cái phần tin tức đi. Thì trong cái phần này thì liên quan đến game update, thì cái phần này nhân tiện thì mình cũng chia sẻ một chút về những cái suy nghĩ của mình liên quan đến cái bản update vừa rồi. Đầu tiên thì có tiếng Việt, tất nhiên là rất là vui, nhưng mà kiểu như là một vài cái mình đọc cũng khá là khó hiểu. Anh em có thể dùng ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng mà mình thì vẫn sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Nên là anh em nào theo dõi video của mình mà thấy phần nào chưa hiểu, hoặc là có phần nào anh em cần giải thích thêm, thì cũng có thể inbox dưới phần comment hoặc là qua Zalo của Gà. Còn riêng mình làm video thì mình sẽ thường xuyên làm về bản tiếng Anh hơn. Còn bản tiếng Việt thì hy vọng rằng EA sẽ cải thiện dần để chúng ta có thể là sử dụng được. Và ngoài ra liên quan đến gameplay thì thôi, chơi nhiều cũng sẽ quen thôi. Chúng ta cũng không cần bàn luận quá nhiều về cái phần là gameplay. Chơi nhiều thì sẽ quen, và tạc cánh đầu thì vẫn sẽ lên ngôi anh em ạ. Tiếp theo chúng ta có thêm cái phần là Songkran, một cái phần sự kiện, một cái lễ hội của Thái Lan. Thì hôm nay là cũng bắt đầu cái lễ hội này rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhận được quà vào cái liên quan đến lễ hội này vào ngày 13 tháng 4 nhé. Anh em sẽ nhận được thêm là 1.200 đồng biển gem, cộng thêm cả một cái logo. Logo thì cũng để làm cảnh, và 1.200 đồng biển gem thì cũng chỉ để làm quà thôi anh em ạ. Và ngoài ra thì liên quan đến cái phần này, nó nói là chúng ta có một cái super sale. Super sale thì là cái gì? Đây, nó chính là trong cái phần store này. Chúng ta thêm một gói, là cái gói này, là Sogran Book này. Anh em sẽ dùng là 10.000 điểm gem hoặc là 1.000 cái điểm FC Point để mở một cái gói super sale của sự kiện là Sogran Book. Thì cái phần này không biết là có ngon hay không, nhưng mà nhìn sơ qua thì cũng được anh em ạ. Cái gói này nhận được thêm 5 triệu coin này, ngoài ra 1 tỷ cầu thủ luôn. Thực sự thì phần này thôi, anh em nào mà hứng thú, anh em mà đang cần food thì có thể dùng 10.000 điểm gem này mở. Mình thấy cũng khá là ok, không đến nỗi là quá tệ. Và ngoài ra thì hôm nay cái phần sự kiện Mystery Shining, người ta gọi là người bí ẩn nè, phần quà bí ẩn nè, thì sang tuần tiếp theo nhá, mình thì chưa nhận quà đâu, nhưng mà thôi, mình sẽ nói luôn cái tuần tiếp theo anh em sẽ nhận được con hàng Di Marco, có độ là 90. Và ngoài ra nhận được con hàng thứ hai là con hàng là Marquinho, cũng có độ là 90, đã vị trí là CB. Nói chung là phần quà trong cái phần Mystery Shining này thì đa số mang để làm food, ngoài ra thì cũng có thể mang đi trên. Còn cái phần quan trọng nhất là cái phần milestone này, chúng ta nhận được thêm một vài phần thưởng như là cầu thủ 91 này hoặc là cầu thủ 92 này. Thì tuần vừa rồi mình quên mất nhận thưởng nên là hiện nay đang ở mốc 0. Nói chung là cái phần này anh em nào mà không muốn, nhưng mà anh em cố gắng vào nhận quà trong cái phần là Mystery Shining để có thể là nhận được tối đa các phần thưởng, cũng như là nhận được các phần quà trong cái phần milestone nhé. Còn ngoài ra thì cái phần league này thì mình thấy cũng ok em ạ. Phần league này hôm nay thấy anh em trong league mình cũng đã thử cái phần là Spectre Mode để có thể là làm chế độ khán giả để xem, thì mình thấy cũng khá là hay. Nhưng mà
chắc là chủ yếu liên quan đến cái việc là tổ chức giải thôi, chứ còn nếu như để soi thì mình cũng không có thời gian để soi những em khác chơi như thế nào và có thể hot hay không. Cái phần đó thì thôi, EA cho thì cũng là một phần cải thiện và chúng ta cũng đón nhận những cái thay đổi của EA, và nói chung là EA còn phải cập nhật thêm một vài phần nữa để có thể hoàn thiện được game cũng như là hoàn thiện được cái ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta có thể thoải mái trải nghiệm cái phần game này hơn. Và ok, thì trên đây là một vài cập nhật thông tin ngày hôm nay, cũng như là một vài cập nhật thông tin nhân tiện là mình đã quay trở lại sau khi đi công tác, và hy vọng rằng anh em vẫn sẽ ủng hộ gà bằng cách để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.